Dạ con xin chào ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh miền Tây quê em An Giang nha. Thì hôm nay đó mình rất là vui, không phải là riêng mình và cả nhóm luôn rất là vui thì nhận được cái sự yêu thương từ một anh xin phép được giấu tên. Thì anh có hỗ trợ cho nhóm mình đó là trong ngày 8 tháng 3 buổi tiệc và một cái bó hoa hồng nha. Thì hiện tại thì mình đang đứng là chợ An Châu, còn gọi là chợ Chắc Cà Đao nha. Thì trước khi mình đi chợ đó thì em có đôi lời gửi đến anh nha. Em cảm ơn anh rất là nhiều, chúc cho anh có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong công việc nha anh. Thì mình cũng không quên đó là chúc tất cả các phụ nữ trên thế giới thật là xinh đẹp, thật là hạnh phúc đầu năm đến cuối năm và luôn luôn được yêu sự yêu thương nha. Bây giờ mình mời cả nhà hãy đi chợ với mình nha. Dạ không chị. Bây giờ trước tiên đó là mình yêu thích hoa hồng, mình sẽ mua hoa hồng trước. Cô bữa nay bông hồng nhiêu bông mà cô? Hồng 15.000 bông, gói một bông không á là 20, mà gói chim bồ đồ là 25. Thấy ai? Vậy hả? Bông không là 15 ha. 15.000. Còn bữa trước thì nó rẻ là tại vì hàng nó không có lên. Hàng bữa nay bông bự nó mới mắc, còn nếu mua cái bông mà nụ nụ còn nó mới rẻ. Dạ. Nó chưa mở mắt chứ nó rẻ. Cái cây rồi phải đặt hết về mua bạn. Màu nào có đồng giá phải không chị? Cái nhỏ tí cho con vô đây. Ê cô ơi, cô vô đây đi. Dạ dạ. Này em chỉ lựa, con chỉ lựa thôi. Hoa hồng thì nó có cái gai của nó rất là nhọn, đâm rất là đau, nhưng mà nó thì nó rất là đẹp. Hoa nó rất là đẹp luôn. Hôm nay ngày 8 tháng 3 cho nên là chợ của mình rất là đông nha cả nhà. Thì mọi người á, là cái tránh đó là mua hoa. Nè. Cái đó là 250. Lấy cái đó. Mà em gọi mình phải lựa cẩn thận, không khéo là gai nó sẽ đâm vô tay của mình. Qua chỗ bọc 10 kiếp ra qua. Cái này bông bông tự nhiên phải không chị, chứ không phải sáp đúng không? Cái này chưng được anh lấy lại. Còn mấy này tao bỏ rồi. Đâu đâu ai em biết. Chị Hạnh gì? Biết. Bán bông rồi chị. Rồi bán mà không thêm rồi là khỏi gặp nhau luôn. Đi với anh Sơn. Bữa mai hỏi có ai điện cho anh mới biết được đi. Có ai điện chứ chẳng. Quan tăng cũng để. Mua bơm giao liền nha. Rồi xong cái này em lông bớt bốn cái bông này rồi. Bốn cái bông này. Chị này để đâu đây chị? Cái nào để ngang đó đi em. Để ngang đây để đi không? Em mua màu hồng này tôi tính 10.000 nè, nhưng mà màu đỏ với màu. Xe dư nhóc hết trơn vậy hả? Hồng này là cái hồng nhỏ. Qua gọi đúng không? Chị cứ để qua anh kia rồi bỏ mẹ đây lựa quá lựa cái nó giả hết. Chín đám chín đám vỏ này dễ chí trời định lấy cái vỏ sáng em còn màu đỏ hồng sáng nữa là cái kem cho màu đỏ nhìn có còn lên màu này lấy cái này lại màu đỏ là hồng sáng đó mấy lần chưng được còn màu xanh không em cắm cái loại xanh này cho anh chưa lên mơ hậu xanh này cho nó đủ lấy chẳng soi đi rồi.
Rồi chị ơi, tính tiền em luôn chị. Tự tính luôn đi. Điếm rồi tính đi. Tôi nói giá nó mà tính đi. Alo. Cho con cái gì để cái giấy báo cái gì đó con bỏ vô cái con quắn này luôn hả? Giấy báo vừa bự đó con. Sáu bốn hay sáu vỏ. Đây cả nhà ơi, bây giờ mình mua được cái bó bông hồng rồi nha. Thì bây giờ đó thì mình tới dãy trái cây, mình mua trái cây nha. Cái lối bên đây thì người ta bán là bông với trái cây, còn cái lối bên kia là rau cải. Còn ở đây mình đi thẳng xuống đường dưới này đó là cá nha, còn thịt đó thì trong nhà lòng chợ. Còn mình đi thẳng ra bờ sông, đường này thẳng ra bờ sông là cái chợ Xuân Đốt, là qua bên thuộc về huyện Chợ Mới nha cả nhà. Bây giờ mình vô đây mình mua trái cây thôi. Để cho em gửi bó bông đây với em mua mua trái cây luôn nha. Chúc em lại máy. Để sách ra mát, ngày thường có 10.000 bông, bữa nay 15.000 bông. Mà người ta gói cho mình là 20 á. Nhãn này nhãn gì vậy chị? Thái. Nhãn Thái hả? Ừ. Thái này, là dày cơm đó. Này bán nhiêu ký đây? 35.000 em. 35 mô phạt à? Ngon lắm, lấy chùm bán. Lấy chùm nói ngon đó. Dạ. Gì nữa không? Hay là chùm 1? Chưa, để em suy nghĩ rồi. Ê, xào mà lỏng mà ngon. Ôi xài em bữa nhỏ cháo cho ăn không hết. Dạ. Dạ. Bơm với lê đồ đồng giá không? Lê với bơm đó là 45.000 đi. Hai thứ đồng giá không? Hai. Này em cho thường hả chị? Cho thường. Chua không? 45.000 không, ăn được. Ta bẻ thử trái nó có chứ lẻ được lộn thử coi. Thôi được. Mua đi bán 25.000 ký. Này 25 hả? Ừ. Quen quá trời luôn, tính sát giá đúng không? Trời ơi, năm bán mày là sát luôn nè. Dạ. Rồi cái này 32.000, 30 30 chia 40 chia 70. Hai trái bơm. Mấy trái bẹn này bự nè. Đó. Ta lựa mấy trái bự ngon. Chị lựa trái nào ngọt ngọt á? Ừ, trái bự rất già lê, hay đại dưới. Dạ. Rồi trái này đó. Đó, mấy trái con cầm. Trái này ngon nè đúng không? Ừ, đúng rồi đó. Trái ngoài luôn. Trái này hả? Với trái cá nha. Để em tháo ra coi. Đọt ra đi, nó có thẻo bỏ. Này nó có cái đốm nè, nào mà chắc gì ăn liền được đúng không? Ừ, được rồi, cái này không sao. Dạ. Yeah. Cho thêm trái nữa đi. Rồi, cho đó. Chắc bộ như qua để chậm mà vô. Cái thôi. Rồi, được à. Có ký 6 mà, nó bự. Kia cái ký 30 đi, có 30, cái nọ nó 45 nữa. 75. Tức 75, 75, 75, cái này 40, cái này 30 nữa. Là 70, 70, 75, 145 ngàn nữa. Ghê ghê. 145 hả? Rồi gửi thêm luôn không? Dạ, em gửi đây đi chút em là em lấy. Dạ. Này chỗ nào cũng thấy bông không. Cái này không biết đây. Cái đó 250 chị cũng gì.
ăn được ngon không nè? Không được bự nhưng mà nó ngon lắm. Rồi hôm qua em lựa ghẹ thêm đi chứ. Tài ghẹ vẫn còn không tài? Còn. Nó lấy. Cái đoạn bên đây hay cái bánh đò ta đi lên đi xuống cho nên nó hơi chặt chỗ này. Đồ mà hơi chậm trễ tí xíu thôi là đồ nó hết ngon rồi. Cái này gà nào có gạch gì? Gà cái mới có gạch chị. Còn gà thịt là gà thịt. Là con nào cũng có hay là nó tùy theo con? Mình phải lựa mới được chị. Chứ mấy người ta bán ta bao gạch là không có gạch thì lựa mới biết gạch hay không. Ừ dạ, ừ vậy đó hả? Nhiều rồi. Hết luôn nhiêu chị? 6,5 chị gái. Dạ. Bữa nay mình không có rau hả chị? Rau găm hả? Rau dạ. Rau sáng rau là buồn, chưa có buồn. Tại hôm bữa em điện cho xã chị đó là em lấy đây không à? Rồi, cảm ơn anh. À, bây giờ mình đi mua rau đồ cả nhà ơi. Cái miếng này nó mờ dữ vậy ta. Bây giờ mình qua rẽ thịt cả nhà ơi. Mình lựa thịt mình mua thôi. Đồi bữa nay nhiêu rồi chị? 101, 102 vậy. Vậy hả? Đồ sau 120 hả? Đồ trước 101 hả? Cái này là đồ sau đúng không? Miếng này nè. Dạ dạ. 405. Đúng cho. Miếng này nó liền hơn, miếng này ngon hơn. 605. 604. Lấy 120 hả? Lấy 3kg đi. Đây hả? Vậy là 3kg là 360 đúng không? Giờ mình qua đây mình kiếm mua dưa cải nha cả nhà. Thịt kho trứng thì mình phải ăn kèm với dưa cải nè. Với chuối cũng được, dưa leo. Mình luôn á chị. Dạ có cái micro nó mới nghe. Nói chuyện trực tiếp luôn á. Dạ chị. Dưa cải. Dạ. Dưa cải thì để chờ giờ chị bỏ vô bọc cho em lại ha. Dưa cải nhiêu một bịch? Một bịch 12.000. Nàng bịch 12 hả? 12 quán dùm cho bà chị dâu. Dạ hả? Còn hộp dịch? Còn hộp dịch thì chục 25 của nhỏ cháu. Dịch này chục 25 hả? Này trứng lớn quá ha. Trứng lớn vậy mới ngon. Cái này còn nhiêu trứng rồi chị? Cái này 2 chục 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Vậy lấy em hết cái phần này đi. Với một bịch dưa được rồi chơi. Bịch dưa này đi. Dạ. Em sợ em xài đủ không nha, xả nước ra còn chút à. Vậy hả? Xả nước ra còn ít thiệu à, còn dĩa à, ít lắm. Vậy hả? Vậy lấy em hai bịch đi. Hai bịch, vậy chị mới lấy cho em hai bịch á. Này
chấm nước thịt kho ăn đã ha. Đã. Này em ta làm sẵn rồi, em xả nước rồi cái em thêm miếng đường vô nha, đừng có thêm bột ngọt, ngọt nó mềm dữ lắm. Vậy hả? Thêm miếng đường nữa được rồi là nó dịu nó ngon dữ lắm, đừng có thêm bột ngọt. Ngọt dạ. nó không có giòn cái cây dưa cải. Cái này chú ngự đúng không? Chú ngự đúng rồi. Chú ngự chú khỏi là cũng nói danh từ dạ. Nó đó. Tại chú chát mấy đứa không có biết ăn. Cái này mình bán làm sao? Bán hơn 5.400 trái đi. 5.400 trái hả? Mua vô ngàn trái rồi đó, chị bán em 5.400 trái đi. Chị lấy 4 trái đi. 4 trái 5.000 đủ ăn không? Đủ rồi. Còn dưa leo đồ nữa. Rồi em lựa dưa leo. Dưa leo nhiêu ký? Dưa leo bán em 12 đi một chút. Vậy hả? Trời ơi dưa leo trong vườn người ta bỏ đầy hết trơn á. Bỏ mót nhóc hết trơn. Dưa leo bữa nay có giá lợi em ơi. Vậy hả? Thì hút thiệt bữa hổm thì chậu dữ lắm, có 3-4 ngàn ký bữa nay dưa leo tăng lợi rồi. Một tuần trước người ta mới dứt ba vạt luôn. Vô mót ngàn. Bữa hổm có nhiều có 3 ngàn ký, 2 ngàn ký mà không ai mua nữa đó, người ta kêu cho từ thiện đó, bữa nay dưa leo lên rồi. Vậy hả? Trời ơi, tội cho mấy người nông dân quá đi. Người nông dân chồng như biết không chị, chứ phân thuốc chứ lắm từng người lỗ. Hôm bữa em mót cho mấy bao luôn á, về muối bữa hổm à, chị đó chứ rẻ quá, chứ mua cho từ thiện cứ biết không, mướn chồng chị chở từ đây xuống dưới có 200 ký cho bệnh viện. Vậy đó hả? Bệnh viện cũ mình ở nhà bên mà khoa Châu Thành đó hả, hay là cho Long Xuyên? Long Xuyên cưng ngay khoa sản á, khoa sản cũ này, khoa sản cũ ha, cầu Vĩ Tân mình đó cưng. Dạ. Còn cánh Đồng Quang thì người ta cho bao la đi. Hôm qua cũng có mấy đứa bị chụp ra tiếng nha. Dạ. Đủ vàng luôn. Họ lấy 3 trái được rồi chị ơi. Mấy đứa này nó cũng ít ăn. Em có ăn cái trắng, đồ trắng cho nó ngon không? Trắng nó cũng rẻ nè, mình lấy củ mà kèm theo cặp dưa leo trắng nó ăn nó ngon lắm. Tại vì dạ không trứng á. Dạ thôi khỏi đi chị. Được rồi, đủ gì đi. Trắng sống hả? Ừ, ngon lắm. Ăn thử đi, chấm sống á, cưng chấm chung dưa leo chú sống á, kèm vô ăn ngon lắm. Nãy giờ em chưa có ăn, nó nồng rồi sao? Hả? Nó nồng không? Không có nồng. Cải này cải Đà Lạt nó ăn nó giòn, nó không có nồng, nó ngọt ngay rồi. Cải Đà Lạt chứ. Vậy mình gọt sống vậy mình chấm ăn hả? Gọt gì nè, cái em nó cắt lát lát ra giống thịt như chuối dưa leo vậy đó, rồi em chấm vô. Củ này thôi ăn cho mai mốt biết rồi mua ăn. Ăn thử đi, nói tương tự ăn thử đi. Ngon, mai mốt em giới thiệu cho. Lần đầu luôn á. Có thầy ớt không? Dạ ớt ở nhà hình như còn nó không có thì mua khoảng 100 gram được rồi. Dạ lấy 2.000 ớt nữa đi. Có thầy có kia bỏ. Dạ. Em có xài hành không? Thầy có kiếm đâu cần xài hành đâu. Dạ không. Em thấy cơ phải 4 lần nữa đi. 4 lần với 4 lần thì 90. 90 cái ở cái đường phèn nó 15 ngàn. Dạ. Lấy đường phèn về kho thịt để cho nó thơm. 105. Nửa ký đường phèn. Dạ. Rồi bây giờ thì mình qua mình mua nước dừa nó là đủ đó cả nhà ơi, rồi mình đi về thôi nha. Nước dừa khô đi. Nước dừa khô. Có chị có bán luôn. Có luôn hả? Ừ, em xài mấy bọc. Vậy hai bọc đi. Hai bọc đi ha. À. Vậy là ở đây bán đầy đủ luôn cả nhà ơi. À, bây giờ mình mua đầy đủ rồi thì bây giờ mình tính tiền xong mình đi về nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, thì bây giờ mình làm lần lần mấy đứa nhỏ nó đi học chưa về, bé Liễu thì đi làm công ty chưa về, bây giờ mình kho thịt đồ ấy là lần. Tám mới làm về. Ừ. Ở tám làm như vậy con phụ tiếp nha. À, con rửa cua với ghẹ đi. Dạ. Chút nó sắp tắm đi chở hồi nào vậy? Tắm đi hồi sáng, tắm chở tắm đi. Dạ. Mới học dạ. 3 giờ tiếp rồi con. Thôi để tới hù rồi. Ông mới làm về. Một năm đẹp quá ngày luôn á. À, còn sắp ấy con bầm tỏi ớt đây tắm trộn vô cà dưa muối. À, coi đút cơm nguyên xu nha. À, chị hỏi nó tắm chưa? Tắm rồi. Nãy giờ nó quậy chị, nó kêu chị chở nó đi mua cái gì mua nhẫn gì đó không biết nữa. Ừ. Nãy cũng nó đi, nó chưa đi. Chị không chở nó quậy chị á. Mấy tép tắm. 4 tép đi, 4 tép tỏi đi. Cho tắm mấy nước đây cà liễu liền. Cua này chút nữa mình hấp bia nữa đi.
Có nhiều bạn hỏi sao mà mình cứ nấu mấy món có mấy món nấu đi nấu lại hoài. Chị đem cái hết chuyện quen giống. Dạ thôi chị đâu có đưa cưng hết đâu. Rồi mình cũng xin trả lời luôn là tại trong nhóm mình đó thì trước khi mình làm tiệc thì mình cũng có hỏi nhóm là thích ăn cái gì và muốn nấu món gì thì mình mới đi chợ để mình mua. Chứ đôi khi hả mình nấu theo ý của mình cái trong nhóm ăn không được thì phụ lòng của Mạnh Thường Quân. Cho nên bởi vì có những cái món mà mình cứ nấu đi nấu lại là lý do là do ông ngoại bà ngoại yêu thích, thích ăn cái món đó. Cái cây chút cửa mô Phật à. Thuộc. Nực dữ hả ta. Ôi chiều nay mấy đứa có đi học thêm không? Có chị. Mấy giờ đi? Dạ khoảng 6 giờ sáng mấy giờ. Đi hả? Vậy là ăn tiệc xong là đi học thêm nữa hả? Hôm nay học 2 buổi không phải không? Dạ. Không mấy đứa học thêm môn gì? Dạ toán chị. Ủa tháng này học thêm hả Nga? Mẹ học hả? Bữa nay học luôn hả? Dạ. Tấm kêu ba anh em Minh Mực qua đầu qua đó mà không biết nó qua không đó. Mấy đứa có đi học thêm không Liễu? Dạ chắc đi học á ta. Vậy hả? Dạ. Dưới đây vô chổng xa quá, gần dạ. Gần 20 cây số không? Dạ. Xa quá sợ đi lần cực. Dưới có mình mà biết chạy xe phải không mấy đứa kia? Dạ mấy đứa kia chưa đủ tuổi nó không dám cho chạy. Ừ. Thịt tấm kho sáng giờ chắc mềm rồi. Hôm nay là món gì ta? Thịt kho trứng là ngoại yêu cầu. Còn mấy đứa hô thèm cua với ghẹ đó. Tám mua hấp bia cho mấy đứa dễ ăn đó. Chứ làm món lạ quá mấy đứa không ăn cái rồi làm sao? Bởi vậy mới nấu món quen thuộc cho mấy đứa ăn nè. Cái nồi thịt của mình chắc mềm rồi quá. Mình này. Kho từ hồi sáng tới giờ nè. Cái gì không cài lên thôi nó đắng. Ừ, không nó hôi. Mình nêm thử cho nó vừa ăn. Mình kho lạc lạc đi nó ngon. Vừa ăn. Ừ, còn cái tức em bưng cái nồi hộp dịch xuống cho chị cho mấy đứa nó lột tí nha. Hộp dịch đó hả? Ừ, hộp dịch chị luộc chín rồi đó. Vậy cái nào con chế vô đi mới sang lửa được rồi để nó khét, đúng không? Dạ. Ừ. Chú ăn tiệc nha. Đi cắt cỏ hay vậy? Cỏ. Chúc đi ăn tiệc nữa rồi. Ăn đâu? Tập đoàn mời, ăn nhà hàng qua bên. Mời hả? Ghê hả? Ghê. À, bên hãng xe hả? Hãng xe. Hãng lọc đi. Gì cả nhìn ngon ghê ta. Cái này tao có để màu không mà sao nó vàng vàng á. Mình bữa mình muối thì nó không được vàng hơn. Dưa leo bữa nay nhiêu ký biết không Liễu? Nhiều ta? 12 ngàn. Đúng rồi, đang lên lại 8.
Chàng ơi, phải hôm bữa mình đừng có dứt dây ha. Mình nuôi dưỡng nó tới hôm nay là ngon rồi. Nhưng mà đúng đợt là tắm phải dứt nó mà. Cũng như nó tới giờ tuổi nữa hả? Dạ, nó còn tuần nữa. Ủa, hồi sáng giờ con cũng nghe. Sáng tắm đi chợ nè, tắm hỏi vô leo một nhiêu ký. Bà nói 12 ngàn mà tắm sợ nghe lộn. Chừng nữa cái ba cái dưa muối mình bán chắc tiền không? Cái lu dưa leo của mình á. Cái này nó có giá. Tội nghiệp cho mấy người trồng dưa. Uổng hết sức uổng. Tại vì nếu mà tắm để thì tắm phải chăm sóc nó hoài. Phân thuốc sâu hả? Con gành nó chắc vậy quá. Chín. Nè, 8 tháng 3 không chở vợ đi chơi hả? Ủa, chỉ đi mặn vậy? Ủa, làm lại hả? Vậy sao? Có, cắm sau lưng đó. Trời, trái cây đó là để gì luôn hay gì ta? Cái gì? Trái cây. Rửa rồi mình sắp ra dĩa. Cái nào gọt á thì mình gọt tắt ra. Chưa anh ơi, nó hôm bữa nó khỏe rồi, đáng lẽ là thứ hai này nó về nè. Rồi giờ không biết sao nó ăn nó ói. Ói rồi bây giờ đợi nó khỏe lần chuyển nó ra Sài Gòn quá à. Giờ nó không có sức khỏe ngồi xe luôn. Tính đưa nó lên bệnh viện Hòa Hảo á cho khám tổng quát luôn. Chứ bây giờ em nghĩ là chắc đoán bệnh không ra cho nên nó đúng rồi, bởi vì nó không có đúng thuốc á. Bởi vì khỏe rồi nó mệt làm hoài vậy đó. Nếu bác sĩ đi xem lỗi còn người ta trung ương được. Lúc nó bị bú đó, ở đây khám có ra đâu. Em dẫn nó lên Sài Gòn đó, rồi mấy xét nghiệm mới biết là nó bú đó, bắt đầu là mổ là cấp tốc luôn đó. Ở đây đi lòng vòng cứ vài ngày chở đi sơ cứu xong cái về tưởng đâu hết. Nói ông bác chia lễ hay giờ ông làm chính xác. Ông Lễ hả? Ừ. Ông Lễ bệnh nào nhẹ thì được. Ông làm mới chính xác ở phần cách. Mấy lần trước thì bệnh đơn giản, loại ống hết thì nó hay như vậy. Những lần trước thì nó nhẹ. Chúc qua dùng tiệc nha anh Chính. Dạ. Chúc qua ăn tiệc nè. Nóng á, còn đổ nước vô lột nó dính. Cái gì? Cái hồng đổ nước vô. Nguội rồi. Đừng đâu kêu đổ nước vô chế bơn rồi. Nó là ý rồi. Nghèo lắm. Nói chuyện là nó nói vị hôm nay là ngày tám tháng ba gì đó, gia đình phụ nữ gì đó, đó là một buổi tiệc và một chỗ bông và những trái cây gì đó. Gọn thứ một trái thôi ngang liễu, thời tiết này chiều rồi. Khi mà ăn hết mình hơi gọt nữa. Bữa gửi bánh hổ và bánh mấy đứa ăn không? Thằng qua với thằng mực á. Dạ có. Ba cái gì heo quay hôm bữa làm ngon thiệt. Chỗ đó nó quay ngon á. Dạ. Vừa ăn. Thì chỗ đó là có tiếng rồi đó giờ luôn. Ừ. Dạ.
nó không về đi học á. Thằng Bi hả? À, chị Bảy mới kêu em xuống nước kìa, nó quậy quá, con Ngọc ngủ không được. Ngọc vô nước biển mà nó cứ chạy qua chạy lại, nó trúng vô cái cọng dây hoài à. Kêu tới em xuống về rước đó mà nó không chịu về nữa. Dạ. Đun cái lửa vô ăn ơi. Ừ. Cái nồi thịt thì khỏi chậm đó con. Ừ, chậm cái đó cho nhiều vô đi. Đừng mấy đứa đi học đó rồi để trễ. Ừ, đúng rồi, bữa nay ngày phụ nữ để cho bác chính nấu đi. Nước gì vậy? Đây thì đồ ăn đã chín rồi. À, nhân dịp ngày 8 tháng 3, con chúc cho tất cả các cô, các chị, các bạn có ngày 8 tháng 3 thật là hạnh phúc và xinh đẹp nha. À, đồ ăn cũng đã chín rồi. Đây là thịt kho trứng không? À, cua với ghẹ thì luộc bia nha. Đây là dĩa trái cây ngoài đó để dành tráng miệng. Đây là rau để chấm thịt kho và con mời ngoại dùng, mời ngoại dùng. Con mời Tám. Mời hai đứa. Mẹ lột cho. Đây. Ba má cầm đũa đi ngoại, hở đũa ngoại ra. Ủa sao đũa ngoại cháu? Nãy đưa rồi ngoại đưa lại nhá. Ủa sao má bới cơm mày hả? Không ăn cua trước hả? Không. Ăn đi ăn mà. Cả nhà ăn cơm nha. Thịt kho trứng ăn đi. Cái này má với cha gấp tới không? Không ngoại còn lại cúng đi nè. Để vậy để cái này qua đây đi rồi chút nữa mình bỏ vô chén chứ để cái gì sao gấp. Nè. Ngon không? chưa ngà để Tám gấp cho. Con ăn cua hay là ăn ăn ghẹ? Hả? Ăn trái cây hả? Sao không ăn cua ghẹ? Đứa chén này Tám bỏ con ghẹ vô rồi một chút nữa con ăn ha. Xu ăn gì nè? Con ghẹ. Chú ăn ghẻ phải không? Ăn thêm miệng chứ. Ấy chà tàn á con ấy. Ủa già nóng. Nóng quá nóng. Gỡ nó ăn. Dạ. Dạ. Con ăn cơm ra nè. Con ăn cơm đó hả? Nè, ăn ra. Ủa cái chén cơm ngon đâu? Mà ăn cứ việc con cháu mới về ăn đi. Mời cả nhà dùng tiệc với gia đình của mình nha. Nè con, ăn nè. Cái bà bán mới nói cái củ cải này nè cha, ăn sống nè, chấm nước thịt ăn ngon dữ lắm luôn. Ngon, nó ngon. Hồi đó là Tết năm nào cũng gì mà một hạt kia. Cái này sống luôn không ạ? Ừ. Cái này không có làm dưa, củ sống luôn á. Sống hả? Chứ là đó làm dưa đó, dưa cải Tết ai cũng vậy. Ờ, cha nói làm dưa hả? Ừ. Còn này dưa cải đó. Này mới kêu à để sống vậy ăn luôn đó. Bà nói chấm ăn ngon lắm. Ừ. Liễu ăn thử cho. Con mới ăn được không? Ngon. Ngon à. Cái này ngon. Đó nó giận. Đó nó ăn là ghiền á. Ừ. Nhưng thịt kho. Nó hay nồng nồng. Ủa thôi hả? Bây giờ ăn cỏ không có ăn là hết. Dạ. Nói là nghỉ ăn chứ. Có cua dưới đó con, cua hay ghẹ? Bé con cũng nóng cái gì mà nóng, cái này mày nóng chứ không phải cua nóng. Để rác đứng cua rác à. Ủa? Dạ. Tao thấy con chừa lọc vỏ mà sao con chấm muối. Xem mãi có trả lời quá.
Sao? Vậy ăn cơm nha. Không ăn gẹ gì mới đút cơm mày ha. Không ăn gẹ, ăn đút cơm trước. Cơm với gẹ luôn ha. Ờ rồi. Mày hắn ra. Video của con đến đây đã kết thúc. Con xin chân thành cảm ơn ông, bà, cô, chú, anh chị và tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Nếu yêu mến kênh thì nhớ đăng ký và nhấn chuông để nhận video mới nha. Xin chào cả nhà.